Vòng 13 Ngoại hạng Anh là cơ hội để Liverpool thu hẹp khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là MC và Chelsea. Và dù có rất nhiều lạc quan, nhưng cũng rất ít người có thể nghĩ lúc đoàn đỏ đã dễ dàng dẫn trước 3-0 ngay từ trong hiệp 1. Trước khi đến phần sau của video, anh em hãy bỏ ra vài giây để like, subscribe ký ức Liverpool để ủng hộ bọn mình nhé. Jurgen Klopp đã tung vào sân đội hình tối ưu nhất của họ ở thời điểm hiện tại. Hàng tiền vệ sau những lo lắng vì chấn thương đã ở trạng thái lý tưởng nhất với bộ ba Fabinho, Henderson và Thiago. Ngay ở phút thứ 2, Jota đã đưa đoàn quân của Jurgen Klopp dẫn trước sau một tình huống phản công. Dù không thể thành công ở cú sút đầu tiên, nhưng với pha đưa bóng xuống đáy biên và trả ngược lại của Robertson, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã dễ dàng ghi bàn. Southampton dường như đã quá tự tin và quên mất họ đang phải đối đầu với ai. Jurgen thi đấu cởi mở và tiếp tục mang đến nhiều cơ hội hơn cho The Reds. Họ để Liverpool có rất nhiều khoảng trống và đã phải trả giá cho điều này. Salah nhận bóng ở cánh phải, chồng cánh với Chen như một thói quen. Và bóng được căng ngang về phía cột xa, nơi Jota đã đợi sẵn để sẵn sàng lập cú đúp. Nhưng đó không phải là điểm nhấn nổi bật nhất trong hiệp 1 của trận đấu này. Khi Thiago đã có một pha đón bóng hai, hãm bóng như hãm trẻ, vê bóng bằng chân còn dẻo hơn nhiều anh em vê cái khác bằng tay và dứt điểm gọn gàng. Đây chính xác là điều mà Klopp cùng các cổ động viên đã rất chờ đợi ở Thiago khi anh mang tới giải pháp hiệu quả để tiếp cận khung thành đối phương. Các cầu thủ tiền vệ của Liverpool thông thường sẽ không chế bóng hai để tổ chức tấn công, chứ rất hiếm khi đi bóng sộc thẳng và tung ra những cú sút như cách mà Thiago đã làm. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã chứng minh cho sự chính xác của câu nói cái răng cái tóc là góc con người. Năm ngoái anh cạo đầu và có phong độ tương đối nhạt nhòa vì chấn thương và Covid. Năm nay anh để tóc và đã ghi bàn liên tiếp qua hai trận và đóng góp đáng kể vào lối chơi chung của toàn đội. Những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu không có gì đáng nói ngoài việc Liverpool tiếp tục ghi bàn nhờ công của Van Dijk với tình huống sút bóng sống từ pha phạt góc của Chen. Southampton trong trận đấu ngày hôm nay không phải là không có cơ hội, nhưng các tiền đạo của họ đã quá vô duyên và Alisson cũng đã quá xuất sắc. Các trụ cột ở tuyến tiền vệ của Scope như Thiago, Henderson ở trận đấu này cũng đã đều được rút ra nghỉ từ rất sớm. Điều đáng tiếc nhất có lẽ là Salah vẫn chưa thể nổ súng. Với việc ghi tới 39 bàn thắng sau 13 trận đấu, Liverpool sẽ có lợi thế đáng kể nếu như phải đua tranh về hệ số phụ với các đội bóng khác. Phong độ của hàng tấn công thực sự là quá ấn tượng. Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, lữ đoàn đỏ là đội ghi nhiều bàn nhất và cả 3 vị trí ghi bàn hàng đầu của ngoại hạng Anh hiện tại đều là các cầu thủ của Liverpool. Và đây chắc chắn là niềm tự hào không hề nhỏ. Đây là trận đấu mà The Kop đã vượt trội về mặt thông số. Hy vọng ở trận mùa đông sắp tới, The Kop sẽ tiếp tục duy trì phong độ ổn định của mình và lực lượng sẽ không bị sứt mẻ để có thể đua đường dài một cách tốt nhất.